để chúng ta xem là những cái gì đạt được, cái gì chưa đạt được, và đưa ra được bài toán như thế nào cho nó phù hợp nhất, bảo đảm là vừa bảo đảm tiến độ, vừa bảo đảm đúng các quy định. Nhờ sự nỗ lực của các cơ quan đơn vị, trong 6 tháng đầu năm nay, đã có nhiều dự án được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư làm cơ sở để Bộ Quốc phòng giao dự toán chi xây dựng cơ bản năm 2023 cho các đơn vị. Tại hội nghị, Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan đơn vị chỉ rõ những khó khăn, nguyên nhân khách quan và chủ quan để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Để thực hiện mục tiêu đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thủ tục giải ngân vốn đầu tư cho các dự án thuộc nguồn ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho quốc phòng, Bộ trưởng Phan Văn Giang đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp. Phải quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị rà soát các nội dung còn vướng mắc như giá vật liệu xây dựng tăng cao, chậm giải phóng mặt bằng, vướng mắc thủ tục pháp lý, kịp thời đề xuất các giải pháp để rút ngắn thời gian thực hiện theo hướng giảm thủ tục hành chính, tăng phân cấp, ủy quyền cho các đơn vị, nhưng phải đúng các quy định của nhà nước và Bộ Quốc phòng, bảo đảm chất lượng và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng.